thị phần số 1 trong nước. Không chỉ dừng lại ở đó, tiến bước vì tương lai ngành hàng hải, tiến bước vì tương lai ngành công nghiệp, tiến bước vì tương lai môi trường. Chúng tôi luôn thử thách ở lĩnh vực tiên tiến nhất của thế giới. Chúng tôi có một sứ mệnh. BeMark. Công ty Ujusio Electric đặt trụ sở tại thành phố Imabari, tỉnh Ehime thuộc vùng Shikoku, nằm ven vùng biển Setonaikai. Công ty thực hiện tất cả các việc từ thiết kế, thi công, bảo dưỡng, với trọng tâm là các dịch vụ như sản xuất, kinh doanh, lắp đặt thiết bị điện cho tàu biển lớn. Công ty phát triển hoạt động sản xuất tiên tiến với trình độ kỹ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế. Vào năm 2002, Ujusio Electric với ý chí của triết lý kinh doanh BIM Medical Industry đã xây dựng thương hiệu độc quyền. Đó chính là BeMark. Hiện nay, nhiều sản phẩm đa dạng do BeMark cung cấp đã rất phát triển và nhận được sự đánh giá cao trên toàn thế giới với thương hiệu uy tín và tin cậy. Hoạt động kinh doanh BeMark đang triển khai được chia thành 3 lĩnh vực lớn. Lĩnh vực thứ nhất là kinh doanh thiết bị hàng hải, hỗ trợ quản lý liên quan đến thiết bị điện tàu biển. Số lượng tủ bản điện cấp nguồn chính xuất xưởng hàng năm là trên 300 tủ. Số lượng tàu biển sử dụng sản phẩm của BeMark trên toàn thế giới là trên 5.000 tàu. Trong lĩnh vực lắp đặt thiết bị điện cho tàu biển lớn, thị phần trong nước đứng thứ nhất. Xuất khẩu ra các vùng biển trên thế giới, sản phẩm chất lượng có 102. Lĩnh vực thứ hai là kinh doanh thiết bị điện công nghiệp, ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm thiết bị điện tàu biển trên đất liền. Sản xuất, lắp đặt thiết bị cơ điện ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất cho các loại thiết bị trong các trung tâm thương mại hay công trình công cộng. Và lĩnh vực thứ ba là hoạt động kinh doanh EV, ứng dụng kỹ thuật điều khiển điện được tích lũy từ trước đến nay của BeMark vào phát triển ô tô điện. Xây dựng nhà máy ở Philippines, nỗ lực phát triển mô hình kinh doanh thân thiện với môi trường. Mỗi lĩnh vực trong ba hoạt động kinh doanh này đều có thể đáp ứng nhiều nhu cầu đa dạng với trình độ kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, trong tập đoàn BeMark, Ujusio Electric, ngoài 17 cơ sở trong nước, còn triển khai các cơ sở kinh doanh tập trung chủ yếu tại khu vực châu Á. Và bằng việc liên kết các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đã có thể đáp ứng nhanh yêu cầu của khách hàng. Dịch vụ ứng dụng mạng lưới toàn cầu này với thời gian ngắn nhất là dịch vụ 1 ngày, đáp ứng bảo trì 24/24 với 365 ngày. Dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, trong vòng 24 giờ, nhân viên chuyên môn sẽ đáp ứng yêu cầu, chỉ dẫn giải quyết các vấn đề. Dịch vụ này của BeMark đang nhận được sự đánh giá cao. Năm 1946, nhà sáng lập Oda Shigeru đã thành lập công ty điện Ujusio, có nơi làm việc tại cổng nhà riêng. Bắt đầu hoạt động kinh doanh bằng việc sản xuất ắc quy điện chuyên dụng cho tàu đánh cá. Công nghệ kỹ thuật ắc quy điện được tích lũy trong thời kỳ này, về sau đã liên tục phát triển thành nhiều hoạt động kinh doanh liên quan đến điện, tạo ra kỹ thuật độc nhất làm nền tảng cho hoạt động sản xuất của BeMark. Bốn kỹ thuật làm nền tảng của BeMark.
trình lắp đặt thiết bị điện BMAT nhận thầu được ví như việc tạo ra mạch máu, vận chuyển máu từ tim đến các cơ quan trong cơ thể con người. Dẫn cáp điện đến từng ngõ ngách trong tàu biển lớn, lắp đặt một cách chính xác các loại thiết bị điện trong tàu biển và từng thiết bị quan trọng như tủ bảng điện cấp nguồn chính hay tủ theo dõi giám sát. Lượng dây cáp điện sử dụng hàng năm đạt khoảng 7.000 km, đứng thứ nhất thế giới trong cùng lĩnh vực. Với kỹ thuật chuyên nghiệp của các nhân viên am hiểu rõ về tàu biển, đã thi công công trình một cách nhanh chóng với khối lượng dây cáp điện được thực hiện một cách hiệu quả. Kỹ thuật lắp đặt thiết bị điện này hiện nay đã được ứng dụng cho các công trình tòa nhà cao tầng, nhà máy và các cơ sở hạ tầng. Việc cung cấp dịch vụ trọn gói từ thiết kế đến lắp đặt thu hút được sự ủng hộ của nhiều khách hàng. Tủ bảng điện cấp nguồn chính có thể coi là trung tâm của thiết bị điện, là thiết bị có vai trò quan trọng phân phối điện đến nhiều loại thiết bị có công suất khác nhau. Tủ bảng điện cấp nguồn chính của BMAT được liên tục sản xuất, phát triển song song với hoạt động kinh doanh ắc quy điện từ khi mới thành lập đến nay, đã phát triển thành tủ bảng điện cấp nguồn chính cao áp chuyên dụng cho tàu biển tối tân nhất, đáp ứng nhu cầu của tàu container cỡ lớn hay tàu LNG. Ngoài ra, trong những năm gần đây, sản xuất, lắp đặt tủ điều khiển máy phát điện và tủ nạp ắc quy dành cho công trình thiết bị điện công nghiệp lớn. Công nghệ kỹ thuật phát triển từ tàu biển đang được mở rộng phạm vi ứng dụng trên đất liền. Những năm gần đây, kỹ thuật công nghệ thông tin đã được ứng dụng trong lĩnh vực tàu biển. Khối lượng thông tin lớn được sử dụng như thông tin hàng hải hay thông tin bốc dỡ hàng hóa. Hệ thống thiết bị đo do BMAT cung cấp, thu thập dữ liệu lớn từ các thiết bị, từ tàu biển đến các thiết bị công cộng. Xây dựng mạng lưới, kết nối thông tin kịp thời và hiện thực hóa việc cung cấp thông tin. Hệ thống mang tính cách mạng được sản sinh ra từ kinh nghiệm và kỹ thuật có nền tảng vững chắc là sản phẩm chủ lực của BMAT. Không chỉ người quản lý ngành hàng hải trên thế giới mà còn được người trong ngành thiết bị công nghiệp yêu thích. Hoạt động nghiên cứu phát triển ngành điện tử mà BMAT nỗ lực cố gắng đang được ứng dụng để xây dựng mô hình kinh doanh thân thiện với môi trường tại đất nước Philippines có nền kinh tế phát triển nhanh ở Đông Nam Á. Một trong số đó là sản xuất ô tô điện đang được tiến hành ở nhà máy địa phương. Hạt nhân của hoạt động sản xuất là xe điện ba bánh E-Trice đang được đưa vào dây chuyền sản xuất 500 chiếc một tháng. E-Trice được lắp đặt bộ điều khiển VCU, thiết bị không thể thiếu được để vận hành an toàn và trang bị hệ thống quản lý ắc quy phòng chống thoái hóa, có khả năng sử dụng lâu dài. Kỹ thuật điều khiển điện được phát triển từ ngành tàu biển của BMAT đang được ứng dụng triệt để vào ngành ô tô điện, có triển vọng cao trong tương lai. Hiện nay ở Philippines, nhiều xe ô tô điện do BMAT sản xuất đang được sử dụng trên đường phố, góp phần cải thiện môi trường. BMAT với trên 70 năm lịch sử phát triển, luôn theo đuổi lĩnh vực điện, phát triển thành doanh nghiệp cơ điện tổng hợp, sản xuất liên quan đến điện và thông tin. Trong
Trong tương lai, BiMark vẫn chế tạo, sắp xếp, cải tiến nhiều loại dòng điện và với kỹ thuật đó sẽ tạo cuộc cách mạng, tiếp tục phát triển hơn nữa. Tiến bước vì tương lai ngành hàng hải. Tiến bước vì tương lai ngành công nghiệp. Tiến bước vì tương lai môi trường. Để giúp thế giới tiến về phía trước, chúng tôi sẽ tiến về phía trước. Chúng tôi có một sứ mệnh. BiMark.